chống đè lên cái lợi của mình luôn. Không biết có cá không nè. Trời ơi con lươn. Ý trời ơi, không dính thì thôi, đẩy một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Ẩm nữa rồi. Trời ơi, má ơi. Xin chào ngày mới, chào mừng cô chú anh chị đã đến video mới của Vũ ha. Thì hôm nay ông trời ông cũng quê Vũ cũng mới đổ cơn mưa nè, mà mưa gào, mưa lâm râm mà không có mưa lớn của chú anh chị. Hôm nay thì nói chung Vũ kiếm cái nón bò của mình, nhưng mà không ngờ cái miếng dán này nè nó úp lên á, rồi Vũ không thấy, nó nằm đó kìa sình bùng không. Hôm nay vẫn để cái đầu chọc. Rồi hôm nay đi thăm lờ, Vũ có đem theo mớ lờ nè, mới chặt mới xậy nữa dưới phích nước. Nó vậy thì mình chiến thôi. Nãy ở nhà thì thấy trời mưa, tính đâu ngon rồi, chiều nay chuẩn bị đi dân câu đặt chấm đồ ha. Nói trong bụng ngon lắm, ai về ống ào qua cái một tạnh mưa luôn. Thì trời trong xanh lại nè, mát mẻ ha. Nói chung là hôm nay đi thăm thì Vũ có hai luồng, một luồng thì dưới sông với lại một luồng thì trên lung bầu. Hôm nay thăm trực tiếp hai luồng luôn để coi có cá mắm gì nhiều không ha. Hôm bữa thì thăm trúng mánh toàn là lương không à. Hôm nay thì thăm dưới sông này trước đây, để Vũ bơi lại cục lục bình đó. Hình dung cái cục lục bình này luôn, chưa hề trơn mà chạm chán nè, cái lợi Vũ ở trong đây nè. Rồi giờ lấy hai tay móc thôi, quá trời lục bình luôn. Kinh này chắc có ai hôm nay có ai dở trà, dở bọng gì đây. Lục bình nó trào ra nè. Quá trời. Ôi ôi. Trời ơi, gai vậy. Qua trời lục bình rồi. Dạng sự bắt đầu nan. Cái đầu tiên. Có gì không đây? Rồi trời ơi, trời ơi. Nổi ám ảnh, nổi ám ảnh của anh em đặt lời cá. Dấu này là chuột cắn rồi. Thôi rút đi, giờ đi luôn. Cái đầu tiên không thấy may mắn vậy ta. Tình hình coi bộ căng thẳng quá trời rồi. Chưa dĩ trơn cái đầu tiên thấy gắt là thấy quế quế rồi. Rồi cái thứ hai thì bị cắt cỏ luôn. Ôi thấy từ xa thấy dấu cắt rồi đó. Ôi thua luôn, cắt banh chành hết trơn luôn rồi. À cái lời Vũ còn trong đó kìa, để Vũ móc vô có cá không, có cá không. Xui dữ người ta, đặt ở đâu cũng bị người ta cắt cỏ chứ. Rồi hai cái đầu tiên đều bị tai nạn hết. Quá trời lục bình. Ôi đỉnh cái này. Không dính thì đừng có gách lờ được. Gách lờ cái giá muốn điên luôn. Ê nhưng mới con kinh phải không ta. Trời ơi con rắn. Rồi cái thứ ba là được con rắn. Ôi có mồi bén chiều nay ăn rồi nè. Không có cá thì bắt ốc trước đi ha, tính sau nha. Chứ thấy tình hình ba cái rồi, thấy hiu rồi đó. Được hai con bu đen nè. Bắt ốc về. Chạy đi. Trong đây Vũ có con cái nữa nè. Nãy giờ kỳ quá trời ta. Ôi ôi.
rồi 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 nhộng nó đít lên luôn rồi. Có cá không đây? Gì hôm nay kỳ quá trời, con gì đồng đồng vậy? Có con gì á? Ôi ơi thắt lát. Ôi hôm nay kỳ vậy ta, xúc cây hết trơn rồi. Căng à, lãng quảng là hôm nay lỗ vốn luôn á nghe. Không dính thôi đừng gách được rồi, để vô giặt lại đặt chỗ khác, về về tới giờ lui cái. Hiu quá hiu rồi. Ông trời ông chỉ mưa nữa rồi kìa. Đang cạnh thấy không? Mưa đi. Mưa nay chiều nay xuống chấm luôn đó. Không để hôm nay không dính con gì sao trời. Phong trinh luôn á. Trời ơi. Má ơi thiệt rồi. Hay con cá sặc nhỏ nhỏ không? Chống đè lên cái lợi của mình luôn. Không biết có cá không đấy. Trời ơi con lươn. Ý trời ơi, không dính thì thôi, đẩy con khơi một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Ẩm nữa rồi. Trời ơi má ơi, chút xíu nữa cái ông phát cỏ không chạy ngang không thấy luôn rồi. Rồi nè quý thằng ơi, ủa miếng nước cái này tinh tính quá trời luôn, hồi nãy giờ không dính cái đẩy hơi một cặp nó sướng vô chống ngay cái lời mình luôn á. Tại đi thăm cái này mình cũng né né người ta. Mời cô chú anh chị miếng trà đá nha, quá trời mệt rồi. Không có phích nước là chết. Hẳm giờ chú thấy dưới lương dưới sông này chạy lương khủng khủng không à. Ông trời mà chiều nay mà quất cơn mưa nhẹ cái là vui đặt là chấm lương liền. Một con lương, hai con lương bông hết, nhưng mà một con lương đen, một con lương vàng nha. Đã rồi. Trời, không có dính cá mà dính lương gì không cũng ngon nữa. Không cần dính cá đâu. Chết cha. Ủa? Có đem cái túi thôi trời. À đây đây. Có nè. Ê, 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 ê. Đổ cái là rồi luôn á. Trời con lương này vô lâu dữ rồi. Chạy cái đầu hết trơn rồi. Con được con. Dũng mới nghe cái tiếng ai làm gì cục 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 đây, gói gàng mà ta. Ai giấu cái tiếng xuồng bơi ngang á. Nhưng mà quay ngang không thấy trời. Lợi của mình mà mình thăm như là ăn trộm gì chết luôn rồi. Có lý rồi. Hôm nay có lúa nè.
cô chú anh chị thông cảm với Dũng nha, tại vì lâu lâu dính được lương bự, cá bự gì đó thì mừng á. Nè, nãy giờ Vũ vớt được mớ bu vàng rồi thấy không? Hai con bu vàng chà bá, bu đen bự. Bắt về nhà để chiều nay mình ăn. Chứ lựa mấy cái sặc bự bự này nè. Về mặn cái kho ăn. Rồi, tiếp tục luôn. Cái đường kinh này hôm nay á, nó chạy lương kinh khủng luôn trời. Nè, hai bên mé này mà đặt cỡ 50 con chấm thì thôi tới luôn chứ. Đường nào mà chạy chứ. Lục bình cỏ quá trời luôn. Hứng hứng chiều chơi thiệt á, không mưa cũng chơi luôn á. Thấy kiếm lương là phái rồi đó. Đây vô con cái nè. Hai bên luôn. Nhưng mà chắc thăm bên đây trước đi. Thăm bên đây trước có gì dời rồi, dời tới giờ lui rồi. Kìa, cái lời vô kìa. Hỏng lên trên trời luôn. Hình như có con cá gì phải. Nó cái gì vậy? Trời, cá lóc tính đâu hết chứ. Cái lời cũ gì chứ, lật lại hại ha. Dính hoài luôn á trời, cái lời này. Ôi ôi, hai ngóc bùi vàng xứng đáng đồng tiền. Ngon. Nó bắt đầu vô chặn rồi đó, chạy cá ra gai thấy không? Ôi trời, văng nước, ôi trời. Con này cũng được á. Ơi, mới vô nha. Mới vô. Rồi, có hàng là ngon. Có hai cái sặc bự bắt luôn. Hôm nay là không tha con gì hết. Tại vợ Vũ dặn bắt cá sặc về bằng muối chiên ăn từ từ. Để mấy ngày mà không có đi làm gì không có cá đó. Mình còn có cá mà mình ăn nha. Nè. Hai con cá sặc. Cắt cỏ nè. Cắt cỏ cho bò ăn. Ở đây thì nhiều người nuôi bò lắm. Cắt banh lợ cho. Lòi lờ hết. Rồi cái đống cỏ này luôn. Cái đám cỏ này bữa nay tốt rồi nè, không nên để. Lời thấy cũng ngon ngon rồi ta. Ôi dồi, không có chạy cá. Không có chạy cá mà chạy ngốc u vàng coi nè. Hết biết thiệt chứ. Để vô dời nha. Chú anh chị mới có 4 ngày hôm qua đây thăm thôi. Nhưng mà cỏ lên cỏ này nè. Tương lai là sẽ ngày mai có người cắt nữa. Cái trong đây vũ con cái lợn. Cỏ này nó mau lên thấy ghê thiệt chứ. Anh em huynh đệ bữa nay rút lời đi hết trơn à. Thấy cái dấu người ta cắt cỏ đó. Thấy họ rút đi. Còn Vũ thì vẫn bình thường. Kỳ vậy ta. Mới vô chặn dính được mấy cái mà. Sao giờ toàn là chất 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 không vậy. Bắt được hai ngốc à. Quá gió luôn. Cái kinh chà bá mà cái cây còn cái đường bên lớn vậy nè. Kinh từ gốc cây đó nó qua tới mình hút cái gió bên đây, cái gió cũ người ta nè. Kinh này đó Vũ nhỏ nhỏ ưa lên đây để câu cá rô lắm nè. Mà giờ cỏ quá trời nè. Người ta cắt hoài mà vẫn còn hoài, nó mọc lên nó ghê đi chứ. Nè, nó tốt mịt trời luôn. Mới có 4 ngày hôm qua cái là nó mịt trời cái đó. Ừ. Hình như nó mới giật cái lời nhẹ cái hay gì ta. Nhổng đít lên kìa. Cái lời mà có cá nhiều đụng tới gì là nó rung rinh lắm rồi. Ha. Được mấy cái sặc à. Kỳ quá. Bữa nay không lẽ là lỗ tiền luôn ta. Chết luôn, kiểu này thăm cái này họ là chết luôn á.
mới có được 2 con lươn với con cá lóc à. Quá trời mệt à. Chưa được nửa đồng đường nữa. Hình như cái lợn có hung kinh thì phải hả ta? Phải không đây? Giật giật cung kinh gì không? Khui. Không dính nè. Trời ơi con cá chê. Má ơi con cá chê chập bá vậy. Không dính này cô chú anh chị. Lấy kia cái coi. Quá đuối. Trời ơi nắng. Ai làm gì trong đây quằn quằn trong đây. Đồng nghiệp giờ lời vô đây vậy ta. Lời Vũ thì ở đây nè. Rồi chắc phọc nữa rồi quá. Gạch lợ luôn. Hiện tại thì Vũ đã lên bờ rồi. Thì đang lội lên cái lung bào để mình thăm cái luồng lời trên đó luôn. Sẵn tiện hôm nay đem lời lên dặm luôn nè. Đây con số nè. 5-7 cái gì đó. Chứ xong cái này thất thủ quá ta. Dính được cặp lươn, hên được cặp lươn á. Hiện tại thì ngay bây giờ á, anh em huynh đệ nói với Vũ, nhắn tin với Vũ á, thì nói rằng là nắng quá, con cá nó không có đi ăn cho nên nó không có đi vô cái lờ mình. Vũ cũng không biết sao nữa. Thì thấy mấy ngày nay Vũ đi thăm cá nó cũng chạy ít. Nhưng mà bù lại thì Vũ cũng được con lươn con này con kia. Cũng gỡ gỡ lại chút đỉnh. Nhưng mà cá nó giảm, chạy rất là yếu. Đây con cái đây. Xách cái dao vô chặt cái đám sậy này. Hôm nay cá bọng chạy yếu quá. Này làm thêm chừng 4-5 con lươn khủng khủng như hổm nữa mới ngon. Có con gì không đây? Ôi ơi nước trong khe. Ê hình như có con cá gì nha. Thấy cái đùi nữa nè. À có dấu phì lờ. Cá lóc. Cá lóc nữa. Cũng được. Đi ra bắt luôn cái đây. Ồ. Đây. Đen xì lì. Đúng cá lóc lung luôn. Nó phóng tung phì lờ mà Vũ không hay. Tại cái lờ Vũ chỗ hơi dùng á. Con này chắc vô lâu rồi. Cái đầu nó quá trời cái đầu. Trời lừ. Rồi đi nãy giờ được 2 con. Nè. Cái đầu nó. Rồi xuống sông luôn đi. Xuống sông luôn đi. Thừa lừ hết trơn rồi nè ha. Vô đây đi ông ơi, tôi nhờ ông ơi. Rồi, lên đây kìa. Cái đầu tiên thấy có hàng ha, sung sung ha. Dĩ lỗi mới mạnh chứ. Lời là mới nè. Ở trên đây mà nếu mà một cái lờ á mà nó chịu chạy một con thôi cũng rất là ngon. Làm chừng ký mấy cá lóc nữa là hôm nay cũng được. Để cái vỏ đây đi ha. Có cái dao, lấy cái dao. Đi lung bào phải có cái dao để mình chặt sậy rồi. Để đây. Rung kinh không? Giật 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 không? Rồi không rung kinh này. Được có con cá sặc à. Chứ có bu đen. Ây dạ nước cái trong hơi ghê trời. À à. Chỗ này có cái đường nè. Ngồi giá cái lợ đang ngon nè. Chỗ này hơi trống. Này lúc trước dính cái giày kinh lắm. Cái lợ này nè. Hôm nay thăm không dính.
Ôi ôi, cá rô. Rồi ướt máy luôn. Để lên bờ vũ bắt quá trời luôn. Mấy trăm gram á. Một cái lời này thôi là vũ dư ăn rồi nè. Hai chồng vũ dư ăn rồi đó. Thịt bốm còn cành 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 không. Cá gô nữa. Quá dữ. Sạch bố mà cái này không ngon ha. Về bằng muối ăn từ từ cũng lý tưởng. Rồi để vô giặt cái lờ ra. Đây còn con cá rô nữa nè. Vũ đạp con cá. Lội tới cái đó đặt mà còn không dính cá nữa. Mới đạp con cá gì bự dưới đó. Cái này thì không dính, bữa nay không dính là sẽ rút đi luôn. Dời đi. Trời ơi. Cũng được vài con cá. Cá sặc không à? Giúp giúp là được à. Cái này hên xui nha. Thấy nó có nhịp 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 nước kìa. Không biết là cái gì đây. Đẩy cho một bầy cá sặc cũng được. Bầy cá sặc chừng nửa ký lô coi. Về làm khô cái quặn xịn luôn ha. Sặc làm khô bá cháy một chiếc. À thấy dấu phì phì nè, không biết cái gì luôn. Thôi rồi, mấy cái sặc. Mấy cái sặc mà làm mưa làm gió dữ vậy ta. Hôm nay chắc thua. Lỗ quá. Đi nãy giờ chỉ được cặp lương là ngon nhất. Trời ơi. Nè. Nó ngứa. Chú chị thấy không? Nó ngứa cắn ở trong cái lông quần. Rồi Vũ thì nằm dưới đây. Có con gì không mà sao thấy cái lợn nó hơi phì phì vậy ta. Trời ơi. Trời ơi, đây con nữa. Dắt không? Cởi quần ra cái là nhóc luôn á. Hồi về hết bắt chứ. Thời buổi kinh tế khó khăn. Kiếm con cá bán cũng đuối đuối đuối. Con gì không? Trời ơi kỳ vậy ta. Dời luôn đi. Kỳ quá kỳ. Quá trời. Nói chung là cái nghề bà cậu này nó cũng khó ăn thiệt ha. Có bữa nó dính thì nó dính dữ lắm. Có bữa không dính thì nó cũng chất quốc luôn. Bây giờ mà tán thì chừng con lương chừng nửa ký hay sao lội mới nổi. Còn kiểu này là thôi. Ở đây thì cô chú anh chị nhìn nè. Địa hình cũng dữ lắm chứ bộ. Trong đây cá mắm nè. Rắn đồ, lương đồ trong đây còn nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mình đi ngoài mé rừng nè. Má ơi, chết tôi. Nè, đây con nữa nè. Hôm nay đại hội vô lâm dắt luôn. Rồi rồi rồi. Phan đại vô tắt máy vô bắt chắc nha. Nó cắn cho hiểm rồi. Ở đây mình đặt ngoài mé bờ
bờ ghiền bờ dòng này không à, không ăn thua nó nổi đâu. Hồi nãy giờ vũ điếm là con dắt nó nhiều hơn con cá nữa đó. Mới cởi quần ra bắt một cái tao nói trời ơi, 4-5 con nồi nóc, nó ngứa quá trời, nó sắp rụng á, mình mới biết thôi chứ nó mới cắn mình á, mình đi hoài mình cũng không biết đâu, nó gần rụng nó ngứa dữ lắm. Có chú nào không? Lờ thấy ngon không? Nhưng mà cá thì chắc không có rồi. Nó ê được cái gô bự. Ôi ốc rồi nè. Cá rô mề. Tạm chấp nhận. Ôi không mề lắm ta. Hay là đi giết cái nắng sẵn rồi. Cá cũng được thôi chứ mề gì. Kiếm ăn được. Trời ơi. Con này là bu vàng chính hiệu. Con này có cái hồ kiển thả vô nuôi đẹp ha. Nó vàng coi nè. Vàng chính hiệu không? Rồi, để vô bắt mấy cái sặc bự này nữa. Cái gúng lung này hết biết không? Vô bắt cũng được nhiều cá lắm rồi đó chứ. Lần nào là lội tới đây cũng là lội hết nổi vậy. Nó đuối á. Tại đi quá lâu. Lờ thì nằm dưới đây. Có chú gì không? Ôi, nhìn thấy đáy luôn. Nó trong rồi kìa. Nó trong như mắt mèo, nhìn thấy đáy luôn. Nghe cái đường nước chảy á. Đống gông gì sao dính được. Hello. Ủa trời ơi, sụp luôn luôn. Rồi đóng gông nữa. Thôi rồi cái sặc con nào nấy nó bự. Một bầy ốc luôn. Rồi đặt bên đây đóng gông dưới rồi ta. Không im mày. Ây da. Ở đây xả không ha. Để vỏ ra đi. Ủa. Hút luôn trời. Không dính ghét cái đi sản luôn. Ê. Đừng con nữa. Ây da. Cái con gì không đi biết khi nào mệt ha. Đen đen không. Cá lùng là con nào nấy đang xì lì. Cá gồi gồi không. Quá trời ốc. Tình hình là Vũ mới dặm thêm mấy cái lờ bên đây nè cô chú anh chị ơi. Nói chung là hôm nay cá mắm ít quá. Bán hết trơn luôn chắc khoảng được 100 ngàn. Quá bèo. Quá trời luôn, 4-5 ngày mà bán được con 100 ngàn. Cô chú anh chị thấy khổ không? Khổ quải vô biên. Đường cặp lương. Với lại ba cái lóc à. Nhưng mới cái sặc này để dành ăn rồi. Đấy. Khổ quải thiệt chứ. 4-5 ngày trời mà đi thăm có nhiêu cá thì quá bèo luôn. Bán cho được 100 ngàn bạc. Rồi. Đủ tiền mua bịch bột ngọt, bịch đường, bịch muối. Chắc thiếu một chai nước mắm. Thôi thì video nghe bà cậu mà nói vậy đó. Có khi đi thăm chừng 10 cái à, nó nhiều lắm. Còn có khi thì đi nguyên ngày gì cũng không có con gì nữa. Thì về Vũ sẽ làm những chủ đề khác như bắt con này con kia khác mình bù lại. Thì Vũ sẽ ghi hình cho cô chú anh chị xem sao nha. Hiện tại thì nắng quá trời nắng luôn. Mở mắt không lên luôn. Thôi thì giờ video của Vũ sẽ kết thúc đây. Cô chú anh chị đừng quên bấm like video, đăng ký kênh. Và chia sẻ video của Vũ lên Facebook hoặc là Zalo á. Để cho nhiều người cùng xem ha. Vũ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.
Xin chào và hẹn gặp lại.